Hello, xin chào và chào mừng các bạn đã xem một video review khác của kênh Game Lab chúng mình. Cứ ngỡ là tháng 7 sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng và êm đềm cơ. Nhưng không, chúng ta chốt tháng với vụ drama hoa hậu lùm xùm, concert của một nhóm nhạc đen hồng cực cháy. Và đặc biệt, nếu như bạn cũng là game thủ giống như mình, thì có một trò chơi chắc chắn không nên bỏ qua, đó chính là Remnant 2. Remnant 2 mang đến một làn gió mới, khác xa so với tựa game nhập vai hành động trước đó như Zelda Tears of Kingdom hoặc Final Fantasy 16. Kể từ khi game được ra mắt cho đến giờ, chưa có ngày nào là mình không chơi tựa game này. Vậy điều gì đã khiến cho Remnant 2 trở thành một tựa game hấp dẫn và cuốn hút đến như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này. Lưu ý là trong video mình sẽ tiết lộ hình ảnh của một số con boss trong game, vậy nên bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Đầu tiên thì tựa game là Remnant 2, nên chắc chắn trước đó phải có Remnant 1 chứ phải không? Đúng vậy, Remnant 1 hay là Remnant from the Ash là tựa game tiền nhiệm được phát hành vào năm 2019 bởi cùng nhà sản xuất Gunfire Games. Thế nhưng bạn sẽ không nhất thiết phải chơi tựa game này thì mới có thể hiểu được cốt truyện của phần 2. Nói sơ qua thì cả hai phần đều có cốt truyện khá đơn giản. Bạn sẽ vào vai một vị anh hùng vô danh, chiến đấu vì trái đất chống lại một chủng tộc xâm lược ngoài hành tinh có tên là The Root. Tùy mỗi phần game mà sẽ có một số plot twist khác nhau, nhưng về cơ bản thì là như vậy. Sau khi trải nghiệm hết phần 1 và hơn 30 tiếng trong Remnant 2, mình có thể nói rằng cốt truyện không phải điểm nổi bật của Remnant. Trong quá trình chơi game, nội dung mà nhà sản xuất muốn truyền đạt đã bị thất lạc đâu đó dọc đường. Mình hầu như không để ý hoặc là để ý rất ít tới những gì đang diễn ra. Cùng lắm thì chỉ nhớ về những NPC có tạo hình ấn tượng mà thôi. Việc nhân vật chính có ít lời thoại và biểu cảm cũng khiến cho mình khó mà có thể nhập tâm vào cốt truyện. Dù sao thì cũng phải có lời khen cho studio Gunfire Game, bởi vì ít ra so với những phần game trước thì họ cũng đã cải thiện rất nhiều rồi. Ngoài ra, việc nội dung cốt truyện bị mờ nhạt cũng có thể một phần là do mình bị quá cuốn hút bởi gameplay. Đây gọi là trong cái rủi có cái may. Tuy nhiên, mình sẽ nói kỹ hơn về gameplay ở phần sau của video. Trong Remnant 2, sau khi hoàn thành xong tạo hình nhân vật, bạn sẽ được trải nghiệm chương mở đầu, nơi trò chơi sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn thao tác điều khiển và chiến đấu cơ bản. Sau đó bạn sẽ được đưa tới Ward 13, một căn cứ nơi những người sống sót cuối cùng sau thảm họa The Root đang tập hợp sinh sống. Tại đây bạn sẽ phải nói chuyện với một vài NPC, làm một số nhiệm vụ nho nhỏ và đặc biệt là chọn nghề. Bạn sẽ được chọn một trong 4 nghề cơ bản, 5 nếu như bạn đã mua bản Deluxe hoặc Ultimate. Trong Remnant from the Ash, việc chọn nghề gần như sẽ không ảnh hưởng gì đến lối chơi của bạn sau này, hay thậm chí mọi người còn thấy nó khá vô nghĩa. Tuy nhiên trong Remnant 2 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các nghề được chia ra rõ ràng với đặc tính và kỹ năng khác nhau. Bạn có thể chọn Hunter nếu muốn tập trung vào việc gây sát thương và DPS, Challenger nếu bạn muốn trở thành một tanker cận chiến. Đúng, bạn có thể cosplay Dark Souls trong Remnant 2 rồi. Medic với khả năng hồi phục và hỗ trợ cho team cực tốt, hoặc Handler với chú chó Good Boy chính hiệu của mình. Sau này khi tiếp tục chơi, bạn sẽ còn khám phá ra thêm nhiều nghề bí mật khác cực kỳ thú vị và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp cũng như quyết định rất lớn lối chơi của bạn. Các cụ từng có câu, một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề, nhưng trong Remnant 2 đã chứng minh ngược lại, bạn hoàn toàn có thể thành thạo tất cả các nghề chỉ với một nhân vật. Vì game cho phép bạn đổi nghề bất cứ lúc nào, chỉ bằng việc tháo item của nghề đó ra và lắp item của nghề khác vào. Và thế là voila, bạn đã có toàn bộ kỹ năng cũng như chỉ số của nghề đó. Thế nhưng bạn có biết điều gì còn tuyệt vời hơn một nghề không? Đó chính là hai nghề. Khi bạn có 10 điểm trade hay giống như lên level 10 vậy, thì bạn sẽ mở khóa slot nghề thứ hai, tận hưởng những lợi ích mà cả hai nghề mang lại cùng một lúc. Đúng là best of both worlds luôn. Nghề ngỗng đã xong, giờ việc tiếp theo đó là đi thám hiểm. Theo như cốt truyện, bạn sẽ phải lần lượt vượt qua 3 thế giới chính, sau cùng là khu vực endgame. Thế nhưng việc bạn bắt đầu ở thế giới nào hay bản đồ của thế giới đó ra sao sẽ hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhờ vào cơ chế tự tạo ra chuỗi map của game. Nếu bạn chơi cùng bạn bè của mình, khả năng rất cao là người đó sẽ bắt đầu ở một thế giới khác bạn. Hoặc thậm chí nếu như cả hai cùng bắt đầu với một thế giới thì bản đồ của hai người sẽ lại khác nhau. Sự ngẫu nhiên này vừa tạo ra sự đa dạng và thú vị riêng của mỗi người chơi, vừa nâng cao giá trị chơi lại. Ba thế giới cơ bản mà bất cứ ai cũng có thể bắt đầu đó là Losom, một thành phố đầy rẫy những ngóc ngách đen tối, hệ thống cống rãnh như mê cung khiến cho các fan của Bloodborne PC có thể cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Yesha, một map rừng rậm với đá bay lơ lửng như trong Avatar nhưng tàu màu nhốm đỏ. Bonus thêm mũi khổng lồ và TT gai cực kỳ hung hăng. Cuối cùng là Nerut, một thế giới tương lai nơi công nghiệp tự động và máy móc lên ngôi, nơi có những con zombie biết ném cửa vào mặt bạn. Cả ba thế giới này được thiết kế vô cùng, mình nhấn mạnh là vô cùng tốt. Nó không chỉ đơn giản là sự khác biệt về không khí, mà cách thiết kế màn chơi, quái vật cũng trở nên khác luôn.
bạn sẽ bắt buộc phải thích nghi chứ không thể áp dụng chiến thuật này hay lối chơi thế giới này sang thế giới khác. Kết nối giữa ba thế giới là The Labyrinth, một mê cung bằng đá với những cánh cổng dịch chuyển. Cuối cùng là Map Endgame mà mình tạm không nhắc tới để tránh spoil nội dung chính. Theo mình thì gameplay vốn là một trong những điểm sáng ngay từ phần 1 rồi, và với Remnant 2 thì Gunfire Games thực sự nâng tầm nó lên một bậc nữa. Việc sử dụng góc nhìn thứ 3 là rất hợp lý và phù hợp với một tựa game PvE looter shooter như Remnant 2. Nó thậm chí còn hợp lý hơn khi game cũng mang yếu tố combat ảnh hưởng rất nhiều từ những tựa game soulslike. Vậy nên việc có thể nhìn thấy và bao quát toàn bộ nhân vật là rất quan trọng. Trải nghiệm bắn súng trong game theo mình thấy là mượt mà, độ giật của súng được làm tương đối thấp, dễ chịu và dễ làm quen cho mọi người. Cơ chế nhào lộn để né cũng hợp lý chứ không bị lủng củng như nhiều tựa game cố làm giống Dark Souls khác. Nó rất dễ để làm quen, nhưng cũng sẽ đủ để trừng phạt người chơi nếu như bạn spam nó một cách vô tội vạ. Trong game, ngoài vũ khí và quần áo ra thì ta còn có một slot bùa hộ mệnh và 4 slot nhẫn nữa. Mỗi vật phẩm này sẽ cho bạn những chỉ số hoặc là lợi ích khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng sao cho phù hợp với nghề và mục đích của mình. Ví dụ như ở đây, khẩu súng mà mình đang sử dụng có khả năng gây ra hiệu ứng chảy máu. Vậy nên mình sẽ sử dụng chiếc bùa hộ mệnh giúp gây thêm sát thương lên những kẻ địch đang phải chịu hiệu ứng này. Chiếc nhẫn mà mình đang đeo cũng sẽ cho phép hồi lại 2 máu mỗi giây khi có kẻ địch đang bị chảy máu ở gần. Sơ vậy là bạn có thể hiểu được ý tưởng rồi đúng không? Game có khoảng hơn 130 cái nhẫn và 60 bùa hộ mệnh, một con số cực kỳ ấn tượng. Bạn có thể không có người yêu, nhưng chắc chắn vẫn sẽ tìm được một cái nhẫn phù hợp với mình trong Remnant 2. Về vũ khí thì trong game có 3 loại trang bị chính để bạn sử dụng, đó là vũ khí cận chiến, súng ngắn và súng dài. Số lượng thì theo mình thấy không quá nhiều, nhưng chất lượng lại cực kỳ cao. Mỗi vũ khí đều mang lại cảm giác và trải nghiệm khác biệt. Đúng là nhờ có Remnant 2 thì mình mới biết được súng ống có thể đa dạng đến giường nào. Tất cả vũ khí sẽ được chia thành 2 loại chính, đó là vũ khí thường và vũ khí đặc biệt. Vũ khí thường là những vũ khí trông khá cơ bản, giống với những loại vũ khí mà bạn thấy ngoài đời thực tế như là súng lục, súng trường, shotgun, cung tên, búa, ryu, katana, v.v. Còn loại thứ hai là vũ khí đặc biệt. Đây là nơi để cho phép trí tưởng tượng của các nhà làm game bay cao. Một số vũ khí đặc biệt mà mình rất thích phải kể đến như khẩu Enigma, có thể bắn rất tia điện và lan sang các kẻ thù xung quanh, cực kỳ thích hợp khi đối đầu với các bầy quái có số lượng lớn. Hay là Nightfall với kỹ năng đặc biệt giúp bạn biến thành người bóng ma, sở hữu vô hạn đạn và có khả năng hồi máu. Cơ chế Weapon Mod được giữ lại và nâng cấp lên từ phần 1. Cơ chế này giống như việc bạn gắn thêm một kỹ năng đặc biệt cho khẩu súng vậy. Bạn có thể gắn thêm đạn lửa, đạn từ trường, đạn hồi máu, v.v. Khả năng tùy biến rất là cao, tùy vào nhu cầu và mục đích. Tuy nhiên cần lưu ý đó là các khẩu súng đặc biệt thì đã có sẵn Weapon Mod rồi và nó là cố định không thể bị thay thế nhé. Mutators là một tính năng mới trong Remnant 2, nó cho phép bạn gắn thêm một hiệu ứng đặc biệt cho vũ khí, dạng như là nội tại vậy. Ví dụ như là mình rất thích chiếc Mutator Bandit này, nó tạo ra xác suất hồi lại đạn ngay khi bắn, giúp cho mình đỡ phải lo hết đạn hơn. Vũ khí dù tốt đến đâu cũng sẽ chẳng để làm gì nếu như ta không có những kẻ địch mạnh mẽ, những con boss xứng tầm để trải nghiệm nhỉ. Và một lần nữa đội ngũ của Gunfire Games đã không làm mình thất vọng. Mà không, phải nói là họ đã làm quá tốt đi. Lắng nghe từ những ý kiến đóng góp và phản hồi của cộng đồng sau khi làm phần game thứ nhất, những con boss trong Remnant 2 đã lột xác hoàn toàn. Chúng được tạo hình tỉ mỉ, chi tiết, bộ trí thức mạnh mẽ và đa dạng, đủ để gây khó dễ và thỏa mãn người chơi sau khi đã vượt qua. Một trong những con boss mà mình thích nhất thì nhất định phải kể đến khối Rubik đã xuất hiện trong map Labyrinth. Thay vì tấn công thì nó sẽ lăn đến và đè chết bạn. Hay như con boss kính VR biết bay ở map Nerut, giữa chừng nó sẽ khiến tất cả mọi người phải chơi Fall Guy. Hay con boss Chimney ở Yesha, mình cũng chả biết gọi đây là boss có phải đúng hay không nữa khi mà nó còn chẳng có thanh máu hay tên. Dù sao thì đó cũng chính là điều mình cực kỳ thích ở Remnant 2. Không phải con boss nào bạn cũng cần hùng hục đánh và chiến đấu. Có những con boss sẽ yêu cầu bạn phải tư duy, vận dụng khả năng quan sát thay vì sử dụng kỹ năng bắn súng. Thậm chí có những con boss bạn còn không cần phải đánh luôn. Remnant 2 là một tựa game sẽ trừng phạt những ai có suy nghĩ một chiều, đơn giản, nhưng sẵn sàng trao thưởng những người chơi chịu khó quan sát và tìm ra điểm yếu và sơ hở kẻ địch. Chắc chắn Remnant 2 là một trong những tựa game sở hữu những con boss tuyệt vời nhất mà mình từng chơi từ trước đến giờ. Nếu mà giả sử phải so sánh với tượng đài của dòng soul game đó là Elden Ring đi, thì mình thấy boss của Elden Ring vẫn còn có thiết kế ấn tượng hơn, bộ chiêu thức siêu đa dạng cùng với mức độ khó chịu cao hơn rất nhiều. Thế nhưng đôi khi nó lại thiếu đi sự sáng tạo về cách người chơi tiếp cận và vượt qua con boss đó. Và đây chính là điểm mà mình cho rằng Remnant 2 đã làm tốt hơn. Ngoài những con boss chính ra thì trong game có rất nhiều những con quái vật elite, đóng vai trò là những con mini boss thỉnh thoảng xuất hiện để thử thách người chơi. Mình đánh giá những con elite này là khá dễ và không có gì đặc biệt. Những con quái thường cũng thiết kế ổn, chúng rất đơn giản để đối phó. Nhưng nếu như bạn chủ quan và chạy bỏ qua chúng, đôi khi có thể sẽ phải trả giá đắt đó. Ngoài những yếu tố chính ở trên ra thì mình thấy Remnant 2 còn có một số điểm đáng chú ý khác, ví dụ như là các câu đố.
các câu đố được thiết kế rải rác xung quanh các màn chơi và rất có thể bạn sẽ bỏ qua nếu không để ý. Mình đánh giá cao về độ khó cũng như cách giải đố, chúng rất độc đáo và thú vị. Thay vì chỉ đơn giản là chuyển cái này sang cái kia, đặt cái này vào cái này, Random 2 sẽ yêu cầu bạn phải tư duy nhiều hơn một chút. Ví dụ như có một câu đố liên quan đến bàn cờ, bạn sẽ chỉ cần xếp 3 quân cờ thẳng hàng là chiến thắng. Dễ mà phải không? Nhưng ngay sau đó bạn sẽ nhận ra những quân cờ không chỉ đơn giản là biểu tượng mà nó còn là chìa khóa cho những căn phòng xung quanh. Khi đó bạn sẽ phải khéo léo làm sao để vừa chiến thắng vừa mở được những căn phòng mà mình cần. Choice matter hay việc đưa ra quyết định trong game cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cốt truyện cũng như trải nghiệm. Tại sao không ai bảo với mình rằng Random 2 cũng là một tựa game choice matter nhỉ? Trong game bạn sẽ gặp được nhiều NPC, nhiều con boss, nhiều cánh cổng mà tùy vào cách xử lý của bạn sẽ cho ra các nhánh sự kiện khác nhau. Ví dụ như mình rất ấn tượng với một con boss ở Yesha khi mà nó sẽ có cho ta đến 4 trường hợp khác nhau tùy theo quyết định của bản thân. Co-op trong Random 2 chính là một cách để bạn có thể gia tăng trải nghiệm chơi game của mình. Trong suốt khoảng thời gian mình đã chơi khoảng 3/4 là co-op và phải nói rằng nó vui hơn rất nhiều so với việc solo. Bạn cứ yên tâm là chơi co-op sẽ không dễ hơn đâu, vì quái trong game cũng sẽ được gia tăng cả máu lẫn số lượng để cân bằng với sĩ số với phe bạn. Thậm chí mình thấy là chơi càng đông càng khó hơn đấy chứ. Game hỗ trợ chơi co-op tối đa 3 người và theo mình thấy thì chơi 2 người sẽ là phù hợp nhất. Khi đó quái không quá khó mà vẫn sẽ đảm bảo được trải nghiệm chơi game. Số lượng nội dung trong Remnant 2 theo mình thấy phải nói là khổng lồ. Đấy là còn chưa kể đến các DLC sẽ còn xuất hiện trong tương lai sắp tới nữa. Sau hơn 30 tiếng trải nghiệm game của mình thì mình nghĩ là mình mới chỉ khám phá được 20-25% nội dung của game mà thôi. Để được 100% thì chắc chắn bạn sẽ phải hoàn thành tựa game này vài lần. Cộng với việc reroll lại map liên tục thì mới có thể thu thập được hết tất cả các vật phẩm trong game. Đúng vậy, trong Remnant 2 sẽ có hai kiểu chơi chính. Một là chơi chế độ cốt truyện với đầy đủ tất cả các map và nhiệm vụ từ đầu đến cuối. Hai là chế độ Adventure, nơi bạn sẽ roll ra một thế giới mà bạn muốn, với mục đích chính là để khám phá lại những gì bạn đã bỏ sót. Theo mình thì đây chính là một con dao hai lưỡi. Nó thỏa mãn được những ai có nhiều thời gian chơi game, thích sự tìm tòi, khám phá. Nhưng mình cũng chắc rằng ở đây có nhiều bạn chỉ muốn chơi game chill chill, giải trí nhẹ nhàng thôi. Nhưng vẫn có thể trải nghiệm hết nội dung trong tựa game mà mình đã bỏ tiền ra mua mà phải không? Tổng kết lại, Remnant 2 là một tựa game theo mình thấy là rất hay, rất đáng so với số tiền mà bạn phải bỏ ra. Cốt truyện của game tuy không phải là điểm sáng, nhưng thay vào đó đã có phần gameplay xuất sắc bù vào. Remnant 2 có những con boss ấn tượng và những câu đố hấp dẫn đủ để thử thách người chơi. Số lượng vật phẩm và kho nội dung đồ sộ đủ để cho bạn dành hàng chục giờ khám phá. Trò chơi vẫn gặp một số phản hồi không tích cực về khả năng tối ưu. Lời khuyên của mình đó là các bạn nên chuẩn bị những chiếc VGA RTX để hỗ trợ DLSS hoặc tương tự với card của AMD để giúp cho trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Cho dù bạn không phải là một fan của dòng Soulslike hoặc là game bắn súng, hãy cứ thử cho Remnant 2 một cơ hội nhé. Mình đã chơi Remnant 2 ngay từ ngày đầu tiên game ra mắt và chắc chắn sẽ còn tiếp tục chơi thêm trong thời gian tới. Cuối cùng thì Game Last xin phép đánh giá tựa game Remnant 2 này đạt được điểm số 9/10. Điểm trừ duy nhất là đến từ cốt truyện cũng như việc trò chơi có thể sẽ không phù hợp với những người không có quá nhiều thời gian để cày cuốc. Còn bạn thì sao? Các bạn đã có trải nghiệm Remnant 2 hay chưa? Hãy comment bên dưới để chúng mình được biết nhé. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!